Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tự học Tarot cùng Thu Anh, và mình là Thu Anh. Mình ở đây để đem đến cho bạn những bài giảng ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu nhất về bộ môn Tarot. Và hôm nay thì chúng mình sẽ đến với diễn giải chi tiết lá cậu bé Ly. Rồi, trước khi vào với bài giảng ngày hôm nay, các bạn đừng quên có thể đặt lịch xem trải bài riêng với mình qua fanpage Tự học Tarot cùng Thu Anh, đặt lịch xem lá số chiêm tinh qua fanpage Chiêm tinh cổ học, hoặc đặt mua những vật phẩm đá phong thủy như thế này với mình qua fanpage tiệm phong thủy của Thu Anh. Tất tần tật link mình để phía dưới phần mô tả. Rồi, với lá cậu bé Ly. Ok, hình ảnh là một cậu bé tiểu đồng, đúng hơn là lá này là tiểu đồng, đang cầm cái ly nước và trông có vẻ rất là phấn khởi, vui vẻ. Thì thật ra nhìn chung ấy, cái năng lượng chung của lá này là tích cực. Còn bây giờ nếu mà diễn giải một cách máy móc thì mình đã nói rồi, đầu tiên là các bạn kết hợp năng lượng của ly, cảm xúc, tình cảm, cảm tính với năng lượng của cậu bé. Rồi, mình ôn lại bài cũ một tí. Ly là tình cảm, cảm xúc, cảm tính, là nước. Ly là nước. Bạn nghĩ gì về nước? Cái cách mà bạn cảm nhận về nước như thế nào? Và cậu bé là năng lượng thấp nhất trong 4 cái cấp độ của lá hoàng gia. Cậu bé này, hiệp sĩ, nữ hoàng và vua. Thì cậu bé là cái tầm tuổi nhi đồng á, 10 đến 11, 12 tuổi. Đấy, chưa dậy thì đâu. Có gì đấy, còn rất là ngây thơ. Còn mình hay nói là cái lá này, 4 lá cậu bé giống như là tráng khờ tráng ngốc, nhưng mà ở 4 cái khía cạnh khác nhau. Đó, thì một cái mẹo nữa đó là bạn hình dung đến lá The Fool tráng khờ tráng ngốc, nhưng chỉ trong khía cạnh cái ly thì nó sẽ ra là cậu bé ly. Lá này cũng hơi giống cái năng lượng của một ly một chút nhá. Nó chỉ giống thôi, chứ bảo nó giống hệt thì không đúng. Rồi, tóm lại từ khóa của cậu bé ly là gì? Là một cái gì đó mới, một cái điều gì đó mới mẻ về mặt tình cảm, cảm xúc. Đấy, có thể là tình yêu mới, hoặc mình nói chung chung thế này này, một tình huống khiến cho cảm xúc của bạn dâng trào, nhưng không phải dâng trào theo kiểu mãnh liệt, mà nó như kiểu bắt đầu khiến cho cảm xúc của bạn dâng trào, khiến cho bạn cảm thấy đam mê, khiến cho bạn cảm thấy thích thú. Có thể là tình yêu, có thể là một mối quan hệ bạn bè, hay có thể là một công việc, hoặc là bạn tìm thấy được một sở thích mới, hoặc là bạn phát hiện ra là bạn đam mê với tarot đi. Trước giờ bạn không nghĩ là bạn đam mê, cho đến khi là bạn xem thử trải bài hay là tự học tarot cùng Thu Anh, bạn thấy ôi thích quá, mình muốn theo đuổi tarot quá. Đấy, tóm lại là cậu bé Ly đem đến cho bạn một cái tình huống khiến cho bạn yêu thích, đam mê, hứng thú, phấn khởi về nó. Lá này thì thường là không có nghĩa tiêu cực. Đấy, không có nghĩa tiêu cực. Dĩ nhiên là nếu nó ở cạnh các lá khác, hoặc trong một số trường hợp, ví dụ như mình hiểu là cái lá này mang năng lượng của nhi đồng đúng không, thì đôi khi là cái anh chàng cậu bé Ly sẽ không phải là cái người giỏi trong chuyện tình cảm, mặc dù tình yêu của họ là chân chất, là thật lòng, là ngây thơ. Nhưng bảo rằng là họ có giỏi trong việc xử lý các tình huống liên quan mối quan hệ hay không, hay là các tình huống ghen tuông của người yêu, thì chưa chắc người này đã làm được. Cái đấy không hẳn là tiêu cực đúng không? Ừ. Đấy. Thế thôi. Đấy, đó là như vậy thôi. Bây giờ để cho nó dễ hiểu hơn thì chúng mình thử đưa cái lá này vào ví dụ. Miêu tả người nhá. Miêu tả người thì trước hết cái người này là người tỏa ra cái năng lượng khá là tích cực, có phần trẻ con nhưng không phải kiểu trẻ trâu. Đấy, có thể là cái người này luôn tò mò và hứng thú và rất là dễ, mình luôn cảm nhận cái người này rất dễ phấn khích à, rất dễ thích thú với một thứ gì đó. Đấy, kiểu như là cái kiểu mà mình luôn tưởng tượng cái lá này là cái kiểu người mà, ví dụ bạn ý ra nước ngoài đi, cái người này ra nước ngoài, họ gặp bạn bè đến từ các nền văn hóa khác, tôn giáo khác. Người bình thường thì họ thấy Tây, hay họ thấy những cái người như là đạo Hồi, quấn khăn quanh đầu đấy, họ sẽ thường tránh xa, bởi vì con người có xu hướng sợ những gì họ không biết, họ sẽ tránh xa, giữ khoảng cách với những người thuộc văn hóa khác. Nhưng cái người này mình thấy khá là tò mò.
mở lòng, cái người này rất dễ mở lòng và hỏi chuyện. Ồ, tại sao ở văn hóa mày chúng mày lại cuốn khăn quanh đầu? Tại sao ở văn hóa mày chúng mày lại phải cái gì nhỉ, đi nhà thờ mỗi 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 tuần? Tại sao chúng mày lại phải cầu nguyện 3 đến 4 lần một ngày đấy? Cái người này mình cảm thấy khá là tò mò về người khác cũng như là về cuộc sống nói chung, và họ rất dễ phấn khích. Phấn khích thì bạn lại nghĩ ra một đứa tăng động đúng không? Họ rất dễ yêu cuộc sống. Ừ. Họ và cái người này thường nhìn cuộc sống dưới cái góc độ tích cực. Đấy. Nhưng mà dĩ nhiên là cái người như thế thì có thể là, cái này thì làm mình bắt đầu phân tích cá nhân nhá. Đấy, theo trải nghiệm rồi theo kinh nghiệm của mình, cái người như thế này thì có thể là hợp làm bạn hơn hợp làm người yêu, bởi vì người yêu thì chúng mình cần một ai đấy chỉ yêu mình đúng không? Nhưng cái người này mình cảm giác là họ sẽ giống như đứa trẻ, họ tung tăng bay nhảy, a thích cái A quá ô lại chạy qua thích cái B, ô chạy qua thích cái C. Gọi là ngoại tình thì không hẳn, chỉ là cái người này hứng thú với nhiều thứ, không nhất thiết là họ yêu bạn xong họ yêu cô khác nữa, mà là họ yêu bạn xong họ đồng thời họ yêu game, đồng thời họ yêu các sở thích khác của họ. Đấy, cậu bé Ly là kiểu như thế. Khá là khác với anh hiệp sĩ Ly. Anh hiệp sĩ Ly thì mình thấy mới đúng là cái anh theo kiểu ngoại tình ấy. Đó, anh kiểu hơi sở khanh một chút. Nhưng cậu bé Ly thì chỉ đơn giản là vì cái sự tò mò, phấn khích, yêu cuộc sống của họ mà thôi. Rồi, thì bây giờ đến chuyện tình cảm. Đấy, tình cảm họ dành cho tôi thì đấy cũng y hệt như những gì mình vừa nói. Có thể là cái tình cảm này là họ có tình cảm thật mới. Nhưng mà mình vẫn khuyên là bạn nên tìm hiểu nhau kỹ hơn trước khi bạn nhận lời họ. Bởi vì tình cảm này có gì đấy nó chớm thôi, chớm nở, và có thể là họ vẫn đang ở trong cái giai đoạn gọi là hứng thú với mình. Đấy, chứ chưa thật sự gọi là sâu sắc với mình. Cũng không bảo bạn là bỏ người này, nhưng hãy thêm thời gian. Nhưng dù sao thì tỷ lệ thành công hai người đến được với nhau cũng tầm khoảng 80% rồi. Rồi, đó, bây giờ là đến câu là hai người hay cãi nhau, xung đột trong một mối quan hệ, đều hai người yêu nhau rồi, hỏi xem là nên làm gì trong cái mối quan hệ này mà ra cậu bé Ly. Thì có thể thấy là cả hai người đều, hoặc là một trong hai người mang cái năng lượng cậu bé Ly, khiến cho người kia là cứ cảm thấy thiếu an tâm, cảm thấy bất an trong mối quan hệ. Và cái thứ hai đấy là cả hai người đều khá là trẻ, và mặc dù tình cảm dành cho nhau là có thật đấy, nhưng mà vì trẻ nên là có nhiều thứ nó giải quyết rất là dễ, nhưng mà hai người lại chọn cái cách ngu mình gọi là ngu để giải quyết, cuối cùng là mọi thứ chả ra đâu ở đâu. Thì cá nhân mình cũng cảm nhận được cái điều này ở chính bản thân mình cũng như những người xung quanh. Khi mà mình còn trẻ, khi mà mình đối phó không đúng, khi mà mình xử lý những cái tình huống xã hội trong mối quan hệ, kể cả bạn bè hay người yêu, khá là khờ khạo, ngốc nghếch. Nhưng khi mà mình lớn rồi, mình nhìn lại, hoặc là mình nghe được những cái câu chuyện như thế, và mình nhìn ra được luôn là bây giờ mình phải giải quyết như thế này, nó rất là dễ dàng thôi, không có gì phải lăn tăn cả. Nhưng mà khi mà mình nhìn thấy các em mình đấy, hay cả các bạn là khách hàng nhỏ tuổi của mình, các bạn ý giải quyết vấn đề, mình gật gù, mình bảo tuổi tác đóng vai trò rất quan trọng đúng không? Đấy, khi mà bạn trải qua nhiều thứ thì tự động cách mà bạn nhìn nhận cuộc sống tự nó thay đổi, và hành động của bạn cũng thay đổi theo. Như hai cái bạn đang yêu nhau này thì mình thấy là còn khờ khạo, còn trẻ, nên là thế bây giờ bạn lại hỏi là thế làm thế nào đúng không? Thì bạn không thể lớn một sớm một chiều được. Đó là lý do vì sao mà các mối quan hệ khi ta có nhau khi còn trẻ rất là dễ đổ vỡ, là vì thế. Không phải lỗi của bạn, không phải lỗi của họ, nó chỉ là một phần của tuổi trẻ thôi. Nếu mà bạn biết phải làm gì ngay từ khi bạn đẻ ra ấy, thì chúng ta đã không có cái từ gọi là tuổi thanh xuân hay là cái gì tuổi trẻ bồng bột nữa rồi. Đấy, không có cái câu gừng càng già càng cay nữa rồi. Ok, đến công việc. Bạn tìm được công việc mới không? Có nhá. Chắc chắn là tìm được công việc mới mà là cái kiểu công việc bạn ấy thích. Tuy nhiên với cái lá này thì mình chưa biết được là tiền như thế nào, cũng như là cơ hội thăng tiến như thế nào, nhưng chả quan trọng, miễn là bạn có đam mê thì những thứ kia nó sẽ theo sau. Cái này nói thật ạ.
trong công việc của bạn, bạn làm công việc bạn đam mê á, bạn không cần nghĩ nhiều đến tiền hay là địa vị, chỉ cần bạn làm công việc bạn thích thì cái công sức thời gian bạn bỏ cho nó sẽ nhiều hơn một cái công việc bình thường rất là nhiều. Và cái sự chăm chỉ nỗ lực bạn được đặt ra thì mình luôn thấy là ông trời sẽ không bao giờ ngoảnh mặt trước cái sự nỗ lực của một người. Đấy, chỉ cần bạn chăm chỉ, chỉ cần bạn nỗ lực, sớm hay muộn bạn cũng gặt hái thành quả. Mà làm sao chúng mình chăm chỉ được với những thứ mình không thích? Đấy. Rồi, thế đến câu cuối cùng đấy là bạn này bạn ấy đang làm công việc bình thường, hỏi xem thời gian tới có gì không, thì trong thời gian tới công việc của bạn ấy sẽ có một cái tình huống khiến cho bạn ấy cảm thấy đam mê, phấn khích. Có thể là bạn gặp một người để bạn ấy yêu nhá, để bạn phải lòng liên quan đến môi trường công việc. Hoặc là bản chất công việc sẽ có một cái gì đó mới, dự án mới hoặc được chuyển bộ phận hay thế nào đó, khiến cho bạn vui vẻ, khiến cho bạn ấy yêu công việc hơn, yêu đời hơn. Đó, thì đó là ý nghĩa của cậu bé Ly, nhìn chung là một lá mang tính tích cực. Rồi, thế chắc mình sẽ dừng cái trả bài à nhỉ? À, cái bài giảng ngày hôm nay tại đây. Thông điệp bài giảng thì cũng đã tức là tập thông điệp mình đã nói xong rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Các bạn có thể tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách ấn like, theo dõi kênh và bình luận giúp tăng tương tác cho kênh nhé. Bye bye.